Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngân hàng đảm bảo thanh toán xuyên Tết. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, người dân đều tăng cao, khiến các hệ thống giao dịch, rút tiền tại cây ATM thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Chính vì thế, tại công điện mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu ngân hàng nhà nước phải vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính nhằm đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt 24/24 giờ mỗi ngày. Với mục tiêu là phục vụ nhu cầu thanh toán, rút tiền qua hệ thống ATM thông suốt dịp nghỉ lễ, Tết. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo, cơ quan quản lý tiền tệ cũng cần cung ứng tiền mặt, bảo đảm an toàn kho quỹ và xử lý nghiêm hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và đổi tiền trái phép.